Chuột. Chuột trước là OI, OI. Chuột chuột OI. Jump. Jump. Dẫm, dẫm. Hang on. Jump là xích chồng. Cho. Tiếp Cho. Dung, dung, dung Đường. là dung là sợi thẳng, sợi thẳng. Mối, mối là số vum. Ớt, cô hàn, 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 yang pa, tối, tối, Tỏi tối, nổi tiếng không biết. Manil, nước. Từ tiếng Anh nước. Nước. À. Mùn. Mùi. Mùn. Mùn. Mùi mùi chanh. Và anh là lemon. Chanh. Lemon. 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 À. Lemon. Dua. Dua. Dưa. Dua. Dua. Ôi. Em sẽ đọc tiếng, tôi tiếng Việt, tôi sẽ đọc tôi tiếng Hàn. Này. Dưa Chưa chuột. À, ôi, ôi. chuột. À, này. Dấm. Chích chỗ. Chỗ. Đường. Sơn thẳng. Muối. Cogum, Ớt. cochu, Có chú. Hành. yangpa, Tỏi. manul, Nước. bul, Chanh. lemon, Dưa. oi, Ý. tôi sẽ đọc từ tiếng Việt, em sẽ đọc từ tiếng Anh. Dù chuột. Ôi. Jump. Xin chào. Xin chào. Đấy. Đừng. Đừng. Xuân xuân răng. Nè. Xuân răng. Thời thẳng. Nè. Mối. Sô cùm. Ớt, ớt. Cô chi. Hàn. Hành. Yong pa. Yong Đang pa. khoảng này. Tôi. Mắc khâm. Mà nil. Mà Nước. rứ. Mà nil. Nước. Mà nữ. Mùn. Nè. Chăn. Rê bình. Dua. Ôi. Nè. Rê bình. Chúng ta đọc cao tiếng Việt, nam cao tiếng Việt. Nè, đọc một cao tiếng Việt. Dưa chuột là một loại đồ chua rất phổ biến ở Việt Nam. Dù chuột là một loại đồ chua rất phổ biến ở Việt Nam. Tiếng Anh alcohol em nộ em Tiếng Hàn. Ồ. em biết tiếng Anh, vào tiếng Anh nhiều lắm. Chút chút là Ôi.
오이 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 김치. 베트남. 오이 김치. 유 좋아. 오이 김치. 라 베트남 오베남 오비엔 조잣 오비엔. 보비엔. 네, 인기 있어요. 인기 있어요. 인기 있어요. 네. 로이도 음식이에요. 로이도 아주 인기 있는 음식이에요. 아 베트남. 엠틱 주초 주초콩 엠틱 주초콩 엠틱 주초. 좋아요. 좋아해요? 오이 김치 좋아요? 엠특 주초콩. 텍스트죠. 엠특 주초콩. 오이 나는 좋아해요? 좋아요. 네네. 도이 까호이. 도이 까호이. 엠틱 주초콩. 오케이. 오케이. 녹아 하이 가우 땡볕. Câu 2. Yeah, câu hỏi. Câu hỏi. Để làm dưa chuột, bạn cần nước, giấm, đường, muối và ớt. Để làm dưa chuột, bạn cần nước, chấm, Nước, dưng, giấm, muối đường, và ớt. muối và ớt. Tiếng Anh. Cô tê nói tiếng Anh. Để làm Dưa dưa chuột. chuột. 오이 오이, 김치 람 오이 김치, 만들어요. 오이 김치 만들어요. 만들면 간 필요해요. 간 필요해요. 필요해요. 간 필요해요. 뭐 필요해요? 네, 물. 짬. 문, 짬. 신초, 네, 식초. 식초, 등. 등. 런랑, 설탕. 모이. 천탕. 네, 천당, 모이. 조금, 네, 봐, 엇 엇, 필요해요. 네. 엇, 나, 이치, 고추. 고추, 네, 필요해요. 람, 요, 고추, 좋. 오케이. 오이 김치 만들기 위해서는 물, 식초, 설탕, 소금, 고추가 필요합니다. 오케이. 오이 김치. 까봐, 고바. 예, 까봐. 네. 예. 하이 thêm hành và tỏi vào dưa chuột để tạo hương vị đặc biệt. Hãy tiến hành và tôi bảo du xuất để tạo hương vị đặc biệt. Nè, Hành, biết hành lá này. nè, thiên hành. Hương vị đặc biệt. Hương vị là맛을 따오 만들어요. 맛내는데 딱 특별한 맛을 만드는데 맛은 예, 한 그러면 tỏi là ma ma nữ 오이와 chuột là함께 ui한 and 도이 뭐예요? 넣어요. 아이 땀 넣으세요. 땀. 한 마도이. hành và tỏi Han là yang pha. giang Tôi pha là manul. giang pha ơi Manul, manul. Manul. 마늘 특별한 마늘 맛을 내기 위해 피클, 오이 김치와 함께 양파와 마늘을 이용하세요. 하이땀. 오케이. okay. 까오봉. 4. Dưa chuột ngon nhất khi ăn kèm với cơm trắng nóng. Cơm là thọt. Dưa chuột nhất khi ăn Dưa chuột. kèm với cơm trắng nóng. Cơm trắng nóng. Nè. Dưa chuột nóng nhất khi ăn kèm với Ui, xích cái cơm ta. trắng nóng. Ok. 오이 맛있는 아주 맛있는 오이는 아주 맛있는.
nhất. ngon, rất Ngon, ngon,맛있어요. Nhất,맛있어요. aju, aju, nhất. Mục Aju, mục aju, mục cái à? aju. Oiga, thì ăn kem, mỗi Ăn công kèm một trang, cơm nong, maxinen, no, no, trang má nong. xin nữa ôi Công trang là bập hấp, hấp. bập Công trang nong, hấp과 bập함께 먹을 bập kia때 아주 맛이 있어요. 곰짱 농 밥랑 밥과 함께 안캠 먹을 때 아주 맛있어요. 오이김치. 오이 맛있어요. 네네네, 맛있어요. 오케이. 제 독가 가오 9. 가오남. 네. Dưa chuột, để dưa chuột thấm gia vị, hãy để chúng trong nước chua ít nhất 1 giờ trước khi ăn. À, để dưa À, để chuột. chú tam giả vì hai để chúng trong nước cho ít nhất một chỗ trước khi ăn và sức khi cho nên một chỗ mấy Giờ sáng miss nhất scan nhất 약간 물에다가 넣어요. 그거를 좀아좀 그것들을 맛 내기 위해서. 아, 내주첫 담자 그 오이 김치는 먹기 전에 물몇 시간 동안 물에 넣으면 맛있어요. 넣 물에다가 좀넣 물에 nước mun넣으면 예 오이 김치. chua, trong nước chua Ok, trong lúc chưa, ít nhất 1 giờ ít trước nhất, khi ăn, nhất 1 giờ là là, 1 tiếng. nè, Ai... ok, Đã. Thiên Hành, hãy xin ôi nên anh đi, đây là xin ôi nên Việt Nam mà so bé u in kỳ nên chung lưu cho rìm đen ôi im đi đó, đúc, Thiên Hành. Nè, 순 오이는 베트남에서 마음 매우 매우 짜 매우 짜 고비에 매우 매우 인기 있는 기 이키 인기 있는 인키 인키 있는 종류의 중로 중 중로의 중도인 절임된 존존 임 레 오이입니다. 존임 오이입니다. 아, 주 추어 라, 앙 또, 잣 포비엔 오 베트남. 주촌 주 추어 라, là món ăn rất phổ biến ở Việt Nam. món ăn, tất phổ biến ở Việt Nam. Vietnam. 네. 쓴 오이를 만들려면 식초, 설탕, 소금, 그리고 고추가 필요합니다. 이건 쓴 오이 아니고 오이 김치 할게요, 그냥. 이상해요, 이거. 오이 김치. 오이 김치. 오이 김치를 만들려면 식초, 설탕, 소금, 그리고 고추가 필요합니다. 녹 가우팅한. 오이 김치를 만둠 록 면, 록밍 식초 손 랑 조금 누리고 그리고, 고추가 필요합니다. 네, 내람주초 dưa chuột cắn chấm tống mối ba ức
Để làm dưa chuột À. chua. À, dưa chua. À, À. dưa chuột. À. Căn, 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 Cần. jam, nước, đường, Đường. mười, bà, Muối. mới, mối, Muối. và tôi, à, và ốc, Tỏi. ốc, ốc, không, 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 tôi, ốc, ốc, có chữ, ốc, Cô có chú chữ, ốc, ớt ốc, nè, căn, căn, chấm, tấn, mối, và ớt, nè, cần ok, dấm đường cao muối ba ớt thiên an, cao ba thiên an. 특별한 맛을 위해 오이 김치에 양파와 마늘을 추가하세요. 오이 김치. 쓴 아니고. 오이 김치 네. 김치, 피클, 피클, 피클버. 김치는 추워. 아, 추워. 예, 추워. 추워, 김치. 추워. 주, 추워. 김치, 오이 김치. 춘폭한. 춘폭한. 오케이 오케이 특별한 춘폭한. 한금 아, 똑따오 회의. 똑따오 특별한 똑따오 흥비 똑따오 덕. 똑따오 특별한 맛 똑똑 땡한 네. 까오빠 땡한 네. 퉁 리폭한 만금 의해. 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 오이 김치에 아, 김치 양파과 나 되지. 많은 축하하세요. 네, 하이 땀, 하이 땀, 축하하세요. 땀, 아, 땀 추가하다, 더하다, 추가하다. 아, 하이 땀, 하이 땀, 마, 한, 마, 또이, 네, 도, 다오, 아, 요, 추, 아, 네, 남주 추워. 다오, 흥, 남 빛, 탁, 다오, 왜? 탁, 다오. 세추 하이 땀, 아이템 몸 다비 한예바 또이 아, 해 thêm hành và tỏi요유 cho dưa chuột네 따오 흥 tạo비 nên hương vị. 따오 흥비 딱 따오 Tạo특별한 lên딱 따오 딱 따오 네봉 까봉 오이 김치 고봉 네. 오이 김치는 따뜻한 밥과 함께 먹을 때 가장 맛있습니다. 아, 꼼짝농. 꼼짝농. 오이 김치는 따뜻한 밥과 함께 먹을 때 가장 맛있습니다. 오이 김치는 다톤한 반과 함께 먹을 때 가장 맛있습니다. 네네네. 오이 김치. 요 추어 라 농작 아끼 Dưa chuột là món ăn rất ngon에끼 với ăn khi끼 ăn với cơm trắng cơm nóng. trắng à끼 ăn có bầu cơm trắng nung 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 tắc thức thần nung Ôi kimchi nung quá nung nung nóng nè nè tha thứ dùn tốt ăn tha thứ nông ăn giác tha kỳ thứ ăn ba bối bối ba ba báo công trang nông ăn với cơm trắng nóng. ăn bối công trang nông ok tốt Ta tức hành. Ta tức ta hành. là nông nông Nóng. nông Nóng. nông quá nông 따뜻하다. 뜨겁다. 뜨겁다. 핫, 핫. 뜨겁다. 뜨거운 밥. 뜨겁다. 뜨거운 밥. 핫. 따뜻한 밥. 뜨거운. 농.
Ok, tôi sẽ tục cao 5 tiếng Anh. 오이가 맛있게 양념을 흡수하려면 먹기 1시간 전에 오이 김치를 식초 속에 넣어둬야 합니다. 네. 뚝 까오 남 땡안 오이카 맛있게 양념 양념 네네 양농근 네. 흠흠초 하럭 명 에? 마리 마키 마키 몽키 네. 몽키 한 시간 종에 전에 오이 김치윤 시초 존에 속에 넣어둬야 합니다. 넣어 둬야 합니다. 네, 합니다. 우리 the chuột Jut jut rất ngon jut nó cũng có mà xích trong trong nước jam nước ki chất mục chiếu dưa trong trong chuột rượu ăn ăn à Igon oro. dưa chuột chuột Ai. mua làm chua trước ăn 1 giờ Ăn một giờ, ok. trước ăn 1 giờ rất ngon À, để chút chút tam gia ai vị. À, tam gia vị. dưa chuột thấm Cảm. gia vị À, hay hãy để. để chúng trong nước chua À, chúng à. ăn một chỗ. Ít nhất Nước là 1 giờ nước nước chỗ là chấm. Chấm. nước chua là Chấm. nước chua Ừ. nước chua là giấm á Chấm. xin Xích xin chỗ. chua Xích chỗ. xin Nè nè. chua xin chua Xem. Nước chỗ là ồ chấm. xin chua À, in yes. Mô chỗ chất kiểm. Chất kiểm. Ok. Ok. Chất kiểm. cái được không Ok. Đốc thiên bê and nói thiên hành. hả Đốc đốc thiên bê nói thiên hành. Thiên hành hành. Yeah. à xong Cũng bài bài à. Tôi theo đốc thiên bê. Em đốc thiên bê. Tôi theo thiên bê. Em nói thiên hành. tôi theo tiếng Hàn À, nữa ok. dưa chuột là một loại đồ chua rất phổ biến ở Việt Nam Dưa chua là một loại đồ chua rất phổ biến ở Việt Nam, Việt chẳng hạn. Nam. Ôi Ok. Ok. Việt Nam. ở Việt Nam. Việt Nam. Nè, phổ biến in kỳ sao. Phổ biến. Ikis. Phổ biến. In kỳ nên, aju in kỳ nên. Ikenen. Thời điểm yodi yodi ok ok cao hai Để làm dưa chuột, bạn cần nước, giấm, đường, muối và ớt. để làm chưa thuộc bàn can nước chấm đứng mối và ớt tiếng Hàn tôi nói tiếng Hàn Ôi kim chi. làm bạn được Ôi kim chi. bạn được tệ bạn được bạn được làm à ôi kim chỉ Ôi. làm bạn được rồi Ôi. Bán tư rồi đâu. à bạn can hero Bạn cần hero hero à hero mun mul jam mun sicho dung sicho chon chon răng nè môi tô cho gừng cho cơm nè cho cơm và ớt
ớt là gì? Chị Cốt à, cốt chủ. nè 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 ok Cốt ok chủ. à, cao bắp Hãy thêm hành và tỏi vào dưa chuột để tạo hương vị đặc biệt. tập tàu hồ tác biệt à, xem hai tâm hân và tôi bao du chút tế tàu hương vị đặc biệt Đặc biệt. thế hả. Ôi, hãy thử. Ừ. Dưa chuột, hương vị. À, Hành. năm đấu xeo đôi ô hân hân là gì, hân là gì, tôi là gì, hân Tỏi là ma manu ma manu hân là tỏi là ma nữ, à, hân là hành giang pháp, giang pháp giang phá à, à. YouTube ma rư. à, tạo tạo hương vị Ôi, à, ok à, hành là tỏi là hương vị mặt mặt đặc biệt ma. thức bản thức bản thức bản mà sư để điều miễn YouTube특별한 맛을 내려면 그 추억 아 또이 한 하이 넣으세요. 양파와 마늘을 함께 넣으세요. 오케이 까오봉 Chuột ngon nhất khi ăn kèm với cơm trắng nóng. nè dưa chuột nóng nhất khi ăn kèm với con trăng nóng Cơm nóng tắt tắt ta thích ta. nè nóng nóng quá Ôi, ôi má xích. Má nè xích. nè ôi Ôi, sợ má xích. kè먹으려면 Hả? Một cô. nè먹어요 그러면 khi Một cô yêu. Một cô trăng yêu. con trăng Một cô nóng yêu. Y... Ta thích nè nè tát ta. Ta thích ta. Ta tan thích nè ta. nè tát tan công trạng Cơm trắng ta thích tan. bàm kê mở gồm nhấn nung nhắc mở gồm té nung nhắc à Ngon nhất. chứ à chứ nung nung qua ông ông ngon chưa cho ngon nha bác sĩ sợ nè Ôi, nè mà sức sợ rồi. tát thức tan bạc qua hâm kê bảo gửi tê ôi nên à chú mà sợ nè Thức ăn là cái câu gì? năm tiền hân Nè, để dưa chuột thấm gia vị, hãy để chúng trong nước chua ít nhất 1 giờ trước khi ăn. để chú chút tâm gia vị hay để chúng chút chung nước chua ít nhát một chiều trước khi ăn thế hắn Dưa chuột ôi trong. kim chi는 tam gia vị Ui, kim chi nước.맛있게 할때 tam gia Mà vị xích kim chi.맛있게 하면 Ui.하세요. 중통 녹즙 식초에 넣어요. 모쪼 모쪼 Mùn 1 giờ. à một hai ba một triệu triệu Hàn. à 1시간 Hàn xì can.식초에 넣으면 chắc khi ăn Trước ăn khi ăn.먹 먹기 chắc전에 전에 먹기 전에 Một khi cho đi. chốc네, 전에 오케이 이번엔 또이 세 노이 또이 세 노이 아 오케이 다양한 아 또이 세 노이 엠 땡벳
À, thôi tê đúc cao thiền hắn em tê theo đúc cao thiền hắn tôi sẽ nói thiền cách. 오이 김치는 베트남에서 매우 인기 있는 종류의 절임된 오이입니다. 오이 김치는 베트남에서 매우 인기 있는 있는 종류의 종류 오이 절임된 오이입니다. 오이 전 네. 오이입니다. 주 라, 몽, 양, 모, 도, 로이, 도, 냐, 포비엔, 닷, 포비엔, Dưa오, chuột Vietnam. là món ăn rất phổ biến ở Việt Nam. OE 김치를 만들려면 식초, 설탕, 소금, 그리고 고추가 필요합니다. 오이 김치는 만두, 럭맹, 신초, 병, 랑, 소금, 그리고 고추가 필요합니다. 네, 람, 요, Dưa요, chuột thấm chuột, bên can, giam, cần giấm gừng, muối và ức. giấm đường muối và ớt à? 예, 특별한 맛을 위해 오이 김치에 양파와 마늘을 추가하세요. 두헉한 두파항만 만금 위해 오이 김치에 록 파와 많은 축하하세요. 축하하세요. 한 마도이 모이 유 주트 네 따오 흥비 Hãy딱 cho biệt. hành và tỏi vào dưa chuột để tạo lên hương vị Hương vị đặc biệt. đặc Đặc biệt. biệt. Hương vị đặc biệt. 오이 김치는 따뜻한 밥과 함께 먹을 때 가장 맛있습니다. 네, 오이 김치는 따뜻한 밥과 함께 먹는 데 가장 맛있어요. 아, 맛있습니다. 네, 쌤쌤 같아요. 맛있어요? 맛있습니다, 쌤쌤. 같은 말이에요. 오케이, 맛있습니다. 오케이. 맛있어요. 돼요. 오케이. 네. 네네. 주 추어 Dưa chuột. 농약 기앙 Dưa보이 chuột. 곰짱 농 네. Dưa오케이. chuột là món ăn rất ngon với cơm trắng nóng. Okay. 네, Dưa오이가 chuột. 맛있게 양념을 흡수하려면 먹기 1시간 전에 오이 김치를 식초 속에 넣어 두어야 합니다. 네. 오이카 맛있게 양념을 양념을 흡수하려면 함초하러 명 많게 한 시간 전에 오이 김치를 식초 속에 식초 초에 넣어둬야 합니다. 농농 뇌, 역, 보아야 합니다. 합니다. 오케이. 고양, 합니다. 요추 땀지아비 Chuột cần được thấm gia vị trước khi ăn một giờ. nước chua Một a nước chua ăn nước nhát môn một chiếu trước trước ăn một trước giờ. ăn ok. Dưa chuột. Chúng ta có thể nồi Chọbonê, Việt Nam 식당에서 그 절인 오이 먹어봤어? 추.
너, 너. 아니, 아니, 네, 맞아요. 아니. 아니, 아니, 원, 먼, 에, 하, 또, 안 먹어봤어. 안 먹어봤어. 맛있어요. 맛있어? 응, 정말 원, 맛있어. 맛있어. 식감도 좋고 산뜻한 맛이야. 옆반으로 딱 좋아. 옆반. 네. 옆반과 반찬, 반찬. 네빵 반찬. 반찬 반찬으로 딱. 어네 진짜 대판 칸에 하나 라 음에 반문 한테 한테 도도 꼭꼭 콕콕아 먹어봐야 콕 됐어. 먹 먹고 아 먹고 화야 게요. 됐어. 오케이. 예스. 땡뱃. 아야 게스. 오케이. 땡뱃. 오냐 한변남 민다 중단 베트남 요트 식당에서 또 좋아. ở nhà hàng Việt Nam mình đã thử những hành dưa chuột đó chưa? Hành dưa chua min chua tư nông khống chuột. nông Chưa, mình chưa thử. Ngon không? Mà xích xơi không? nông Ngon. nam được rồi. Trung dùng bà chua chua rất thuyết chị ăn kem bồi các món Ngon khác. lắm, trúng giòn và chua chua rất tuyệt khi ăn kèm với món khác. Chua chua là gì? Kim chi à? À, kim chi, ok. Anh nhé, thế thật là thôi bội. Lần sau kế tám, mình nhất tính sẽ tụ. 좋아요. 네, 좋아요. 네, 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 Nghe달라. thật là tuyệt vời. Rồi. Lần sau ghé thăm, mình nhất định sẽ thử. Nhất định. Yeah. Lần sau kế tám, để gặp bằng hành Mình định. tế. Tạm bọn lần sau kế tám. Min 나도 Mình. nhất là tính sẽ tụ hanbon 먹어봐야겠어. 체험해봐야 되겠어요. 오케이. 먹고겠어요. 땡볕 한번 봐요. 오냐 한 베트남. 베트남 야항 식당에서 식당에서 민 나는 나 나는 먹었어요. 뚜뚜뇽 먹었어요. 그 단주 추어 또그 오이 오이 김치 먹어봤어요. 김치 먹고 봤어요? 봤어요? 저 아니요. 민초 아니요? 나는 먹지 않았어요. 농콩 맛있어요? 맛있어요? 농람 맛있어. 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 우리 아 종종 그럼 동선이 맞죠. 그것들은 추추 김치랑 자투에 아주 좋아. 아주 이앙 좋아. 겜겜 딱 몽딱 음식 다른 음식이랑 함께 보이 함께 먹을 때 아주 아주 좋아요. 좋아요. 네 달라 토 보이 좋아요. 좋아요. 란 사오게 담 내가 방문하면 때 네, 란 민얏 딘세뚜. 사이트. 네, 1분 남았어요. 몇분 남았어. 저번 베트남 식당에서 절인 오이 먹어봤어? 네, 안 먹어봤어. 농콩? 맛있어? 정말 맛있어. 그거 농람. 식감도 ngon 좋고 không? 비슷한 맛이야. 반찬으로 딱 좋아. 꿀보이. 꿀보이 달라. 다음 방문할 때란 싸우 당주 꼭 먹어봐야겠어. 오케이. 오케이. 1분 남았어요. 수고했어.